Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo em Cường, của em Cường cưa cây tràm ong vàng. Thì trước mắt mình là cái tràm ong vàng này cũng rất là cao và to. Cái tràm ong vàng này nằm sát mấy sông, ở trên có đường ranh xe chạy. Cây tràm ong vàng này có nhiều dây giác và dây cấu rùa nó bám sát vô trong nhánh. Xin mời cả nhà cùng theo dõi em Cường sẽ cưa cây tràm ong vàng này như thế nào nhé. Giờ buổi sáng cây tràm này cũng rất là trơn. Thì đêm qua có cơn mưa. Cây tràm ong vàng này nó đang có bông, bông rất là đẹp nha. Những giọt mưa còn đọng trên lá này, nó rất lập bập lập bập. Cái chánh này nó bên phía trong thì là cái đường đi. Đường đen này xe cũng qua lại rất nhiều vì nó tỉ ra ngoài lỗ. Cường bắt đầu khéo hay cưa mà. Cái luôn. Nó phải dẫn ra
làm gì nó bám cứ ngắt à, cái em nhánh luôn. Nhánh này còng cây trồng vàng này là hai nhánh cộng đọt của nó kìa hay vậy. Bạn cũng thấy sợi dây lên cái nhánh buổi sáng rất là trơn nha, leo lên cái nhánh phía trên nè.
Wow.
thì chuẩn bị cưa gốc. Ở đây có cây trọng vàng đó ơi.
đã hoàn thành xong cái trà mong vàng cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà những video mới tiếp theo.